Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục làm cái clip leo danh từ 9 xếp hạng nha. Hiện tại bây giờ đang là danh của mình hiện tại bây giờ đang là siêu huyền thoại nha. Siêu huyền thoại rồi. Hiện tại siêu huyền thoại 43 sao. Cố gắng lên 7 sao nữa cả nhà ơi. Để lên cao thủ nhá. Xong là đại cao thủ cả nhà ơi nhá. Mùa này cố gắng. Mọi người mới vào xem video của mình giúp mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Ok. Bắt đầu trận đấu nhá. Mình sẽ chơi 3 trận như cả nhà nhá. Đấy nhá, sẽ chơi 3 trận. Đấy nhá, nhá. Ba trận nha. Hiện tại đang được 43 sao rồi. First blood. Hai đứa rồi nhờ. Khó ăn quá. Tao nhìn tao tức á. Quan quá vậy à? Hey, gạt luôn. Sam đỡ được. Được cả lọ đấy. Tao nhìn tao tức á. One opportunity close the door. Sao? You can just bust that door back open. Không sao cái nhà bình thường thôi nha, bình thường nha. 1-0 à, không sao. Thì giữa là cái nhà. Cứu tôi. Cứu. Bom kêu. First blood. Got it. Double kill. Toàn luôn rồi. Cố lên. Cố lên em ơi. Triple kill. Lại thua 2-0 cả nhà. Xin lỗi nha. One opportunity closes a door. You can just bust that door back open. 2-0 vậy ạ. Được cả đó đấy. Cứu. Cứu tôi. Đây. Tài nguyên ở đây. Tôi xong. Sống rồi cả nhà. Double kill. Chết dở lại thua 3-0 này. Tôi cần thêm bom keo. One opportunity closes a door. You can just bust that door back open. Thua 3-0 rồi nha.
Thôi thôi, 3-0 luôn này. Áo nhỉ. Cứu tôi. Kẹt thế. Cứu tôi. Cảm ơn nhé. Tôi cần thêm bom keo. Thôi, thua luôn cả 4 trận này này. Mày không bị trừ sao nhỉ? Lại nha. Trận đầu tiên thua rồi nha, 4-0. Trận này trận thứ hai nha. Bình tĩnh. Trận này mà thắng thì là trận sau chơi tiếp, mà trận này thua thì là thôi nhá. 3 trận nên mà 2 thắng 1 đều, 1 đều thì trận thứ 3 là chung kết. Còn nếu mà trận này mà thua nữa là anh kết thúc video luôn nhá. Ok. Trận này có gỡ đều để trận sau là chơi tiếp cả nhà. Trận mà thắng thì trận sau mới chơi tiếp, mà trận này thua là tạm dừng video nhá. Ok. Mới vào giúp anh một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh. Trận này mà phải gỡ lại một đều cơ thì trận sau là chung kết. Trận này mà thua nữa là hai trận thua cả luôn, là không làm chơi tiếp trận thứ ba nhá. Cô gỡ đều cho trận này nhá. First blood. Ủa rồi dưới kìa. Double kill. Kill. Dạ, nó đồng 6 nữa gì. Bốn đứa nó bắn nữa gì. Lát người. 1-0. One opportunity closes the door. You can just bust that door back open. 1-0, lại 1-0. Lại 1-0. First blood. You. Cứu tôi. Cứu. Double kill.
Vãi thật, bắn lốc mà không gạt được. Lồng đèn thôi. Trông chờ vào lồng đèn. Mọi người xem video giúp mình một like, một chia sẻ, một đăng ký nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều nhá. Ok. Kênh của anh chuyên về làm về video livestream nhá cả nhé. Cả live và stream nhá. Stream leo danh và ao nắng nhá. Ồ, hay quá, hay quá. Một đều nha. Cố trận này gớt một đều này. Ai trận này gớt 4 thắng cái trận này. Tài nguyên ở đây. Cứ trận này để trận sau chưa được trận nữa, không thì trận này mà thua thua đấy. Thua là thua đấy các bạn. Kỹ năng đang hồi. Móc. Cứu tôi. Cứu tôi, cứu tôi. Kill. Rất dở rồi người ạ, thua 1-2 này. One opportunity closes a door. You can just bust that door back open. Kỹ năng đang hồi. Một hai rồi. Ô. First blood. Cứu tôi. Cứu tôi. Trận trước thua 4-0. Cảm ơn nhé. Hai. Triple kill. Nó đông quá. One opportunity closes a door. You can just bust that door back open. Một ba cái nhà. Thế rồi này không, không gỡ được 2-3 này, không 3 đều, không 4-3 cũng này bị. Kỹ năng đang hồi. Cố gắng lên nào. Kỹ năng đang hồi. Ô. First blood. Chúng nó mạnh thế nhỉ. Cố lên, cố lên.
Cứu tôi. Ôi, xong luôn nhỉ. 1-4. Một bốn người ạ. Rồi hai trận thua 2. Một trận đầu tiên thua 0-4, trận thứ hai là thua 1-4. Ôi, trừ một may quá chưa bị trừ sao cả nhà ơi. Trừ điểm bảo hộ đâu. Ôi, video của mình đến đây là kết thúc nha. Hẹn mọi người ở các video tiếp theo nha. Ok. Mọi người xem video giúp mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh nha. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều nha. Hôm nay đen quen là thua cả hai trận này nha. Hẹn mọi người ở video tiếp theo nhé. Ok, bye bye.